Hai chào anh em bảo anh chị nữa, mình Tờ Lú anh chị tám. Rất vui quay trở lại bạn trong video ngày hôm nay. Tất nhiên là với khung giờ rất quen thuộc, khung giờ 20 giờ làm chín. Sau khi nâng cấp được Mizuchi lên đến tầng cao nhất, đó là tầng lục môn và Dulon ở cái tầng có thể gọi cũng là cao nhất rồi. Lục môn Dulon không có gì khác biệt nhiều. Tứ môn Dulon, team của mình đang có một cái tỷ lệ thắng cực kỳ ấn tượng trước hầu hết các team, trong đó có cả top 1 luôn. Thôi, trận này mình chắc là mình thắng rồi. Một tỷ lệ thắng rất cao luôn các bạn ạ. Dù đội hình các bạn nhìn nhanh thì có thể thấy nó hơi lởm chởm một chút. Mình sẽ có phải 18 giây nữa vào đánh luôn. Ok, 59, 15. Trong khi đó thì ở chế độ gọi là chế độ võ đài rất là tệ đúng không các bạn? Chúng ta còn khoảng 30 giây nữa. Bốn tư, bốn năm, bốn sáu, bốn tám, bốn chín, năm mươi, năm mốt, năm hai, năm ba, năm tư. Thôi mình đành phải đánh long thiếu gia cho nó chắc chắn các bạn nhá. Chứ đánh top 1 theo mình là nó có một cái sai số nó nhiều quá. Hôm qua chưa đấm với long thiếu gia trận nào. Đấm với tao đi tỷ lệ ở 50-50. Mình nghĩ đấm với long thiếu gia thì sẽ có tỷ lệ tốt hơn 50-50. Hy vọng ăn được nhá. À quên mất team của lão long thiếu gia của con thiên cẩu nhờ. Con này nó khắc chế cái xù của mình khá mạnh. Trận này hơi hơi nguy hiểm này. Rồi ca phẩy hai lần đều vào lao vào vị trí của Athena. Và tổng hai lần thì các bạn thấy rồi. Athena mất khoảng 2/3 cây máu. Không có giải hiệu ứng cho Athena, cực kỳ đáng tiếc. Không có nộ. Mizuchi ăn bại huyết các bạn nhìn thấy sắp chết rồi. Chưa chắc là mình đã thắng được đâu. Mizuchi khả năng sẽ mất mạng, mất được cái mạng này. Ca phẩy lượt này không có nộ, đấy là một cái may mắn của mình đấy. Rồi hai lần đấm vào Kulabang, quá tuyệt vời các bạn ạ. Lý do là Kulabang của mình nó là một con tanker và nó có khiên, đúng không? May quá nhưng mà Tung lại chết sớm. Tung thật sự đang là điểm yếu. Rồi viện trợ Billy giá như ra được lượt trước thì có phải hay rồi không? Rồi, mình cũng hơi khó hiểu quả vừa rồi sao mình lại con Kensu nhưng nó lại không bị phản đòn nhá, như nó cao ảo ấy nhào ấy. Độc chiêu như thế nhẽ ra là phải phản đòn chứ. Rồi, trên này các bạn nhìn thấy một cái thế trận đang rất là đẹp cho mình. Mình chấp nhận hy sinh vị trí Tung ở giữa để đảm bảo cho Kensu an toàn hơn. Có ai hồi nộ cho Kensu không? May ra là Mizuchi. Rồi một pha chí mạng cực thấm của Athena dù đứng hàng trước. 13 triệu lam các bạn ạ. Rồi hồi nộ cho Dulon. Chán đời anh thanh niên. Không biết ai là chủ ai là tớ. Hồi nộ cho cái thằng Dulon này. Thật ra thì cũng tốt thôi. Dulon nó sẽ chắc chắn là đầy bình.
Đấy, nhưng mà việc cao su nó có nộ nó sẽ giúp cho team tấn công tốt hơn. Rồi, thiên cầu bay màu rồi. Và các bạn để ý Dulon vả không cần phải có tuyệt kỹ nhá, tức là không cần phải tứ kình nhá, vẫn là một cái gì đấy khá ổn. Và đối phương sẽ rất khó khăn để vượt qua hàng trước của mình đây. Cả Athena và Mizuchi đều là những võ sĩ có sức phòng thủ cực kỳ tốt. Các bạn lưu ý mình đang sử dụng S-Mark Mizuchi ở vị trí phòng thủ. Một vị trí với nhiều người nó sẽ rất là vô lý, bậy bạ, kiểu kiểu thế. Nhưng mình thì luôn luôn có cái lý của mình các bạn nhé. Rồi, khi mà đồng minh của Athena chết đi thì nó sẽ được hồi nộ đấy. Mizuchi vừa mất một mạng ở lượt thứ tư. Và đó nên là chúng ta nên vui vì điều đấy, đúng không? Không biết là có kịp giờ hay không. Kensu của mình đang mang rune sát thủ các bạn. 9 triệu đam. Chí mạng liên tục luôn. 6,8 triệu đam. Tất nhiên là đều đánh vào những cái vị trí nó không phải là tanker chuẩn. Tanker chuẩn của Long Thiếu Gia là con Rio Thiên Cầu. Còn hội còn lại nó chỉ là cái loại gọi là hồi sinh thôi, đúng không? Câu câu kéo thời gian thôi. Rồi. Ca phải không bị ảnh hưởng bởi cái gì nhỉ? Rune thủ hộ à? À không. Đây không phải rune thủ hộ. Lượt 5 không có rune thủ hộ bên mình. Nhưng các bạn nhìn thấy ca phải gần như cũng cũng cảm giác nó không thể nào đấm được Athena ấy. Teleco thì lượt 5 mà sao nó không đấm hai lần nhỉ? Nhá nhằng nhào. Ok, một chiến thắng các bạn, mình nghĩ rằng Long Thiếu Gia sẽ khó có hội bật dậy được mình, kể cả đánh lại luôn. Lâu mãi mới thấy Cula Bang gọi là tung được cái tuyệt kỹ. Athena hồi nộ điên cuồng luôn ấy. Rồi lượt này thì chắc chắn là bị ảnh hưởng bởi rune thủ hộ rồi. Ok, và các bạn nhìn thấy một cái sự chênh lệch rất lớn đúng không? Các bạn thấy rất ảo diệu luôn. Ca phẩy và Teleco trước đó là cơn ác mộng. Bây giờ thì không rồi. Nó sẽ là một giấc ngủ ngon. Một chiến thắng mình nghĩ rất rõ ràng rồi. Chúng ta cần phải xem cái gì nhở, mình đánh nó kịp giờ hay không thôi. Đấy, xin lỗi lão Long Thiếu Gia nhá. Rồi và Randy lại lấy lại được. Rất gần nhau thôi đúng không các bạn. Thằng sâu côn suýt nữa mình bị nó ăn ké đấy các bạn này. Không biết nó sẽ đẩy mình xuống hạng mười mấy đó. Chịu rồi nhá thằng Chavorel. Chế gọi là canh me là nhanh. Nào 300 nhọ vãi. Như vậy là mình canh hơi trễ giờ một tí. Nói chung hôm sau mình sẽ phải canh sớm lên một tí các bạn nhá. Tiếc quá nhỉ. Đấy. Phí quá. Hơi phí ấy, hơi tiếc. Chúng ta cùng xem một trận với Chavorel nữa nhá. Đội hình này mình đang thấy rất là ổn đấy. Các team gần như khó khắc chế được mình. Nếu có phải thay đổi thì mình sẽ búp cho con Kensu nó nhiều máu hơn một chút để nó đỡ bị lửa ca phải à, lửa của à, cái à, chảy máu của Mizuchi đốt chết này. Ngày hôm qua thì mình đã nghĩ ra cách để đối phó rồi. Rồi, cũng đã S-Mark Mizuchi. Lượng sát thương theo mình đánh giá là khá là đồng đều chia cho tất cả các võ sĩ bên mình. Và đó rất là đúng cái ý đồ của mình các bạn ạ. Đấy, khi mà nó chia đều cho tất cả các võ sĩ của mình thì cái bên mình sẽ có cơ hội gọi là hồi phục, tức là đam nó san sẻ đều ra hết các bạn ạ, nó không dồn một ai cả thì không ai chết cả. Rồi vẫn không có Athena, không có nộ cho Athena, rất đáng tiếc.
SmartCraft, team của Chavreal cũng là một team có thể gọi là full lục môn này, kiểu kiểu vậy. Mình thấy chưa có một con nào gọi là không có bán môn, không có lục môn này. Nó đuổi môn hơi bị kinh luôn đấy. Athena của mình thì đang hoạt động cực kỳ tốt luôn, gần như lần nào cũng bị biến hình. Athena biến hình thì các bạn biết mắc ping rồi. Để chắc ăn thì mình đang cho nó chơi thêm một cái quả gọi là bánh bao. Trong một số trường hợp thì bánh bao là sẽ hơi thừa ra. Đấy, nghĩa là không cần thiết phải hút bơm máu như thế. Nhưng mà trong một số trường hợp mà bị dính cái giảm tỷ lệ hồi máu nhiều các bạn nhé. Đấy, thì không có những cái cú gọi là bơm búp máu bánh bao thì Athena nhanh chết đó. Rồi, khá hên là Kensu Long cái gì gọi là tuyệt kỹ hai lần liên tiếp vào cùng một vị trí. Lần một đối phương lại dính Long thực rồi. Lần 2 thì sẽ bị chịu một lượng sát thương lớn hơn rất nhiều. Rồi, chảy máu của Long Thực không phải là một cái hiệu ứng dễ giải được. Thằng anh có hồn lực lick, không biết là 3 sao hay là 5 sao ấy. Thì nó mới đóng băng được thằng Kensu của mình như thế kia. Các bạn cảm thấy sự bất lực của Ca Phẩy đúng không? Không thể nào làm gì được. Mizuchi thì tất nhiên là có ram rồi, nhưng mà nó sẽ là đồng đều. Tương tự như vậy với Major. Và lượng đam đồng đều là lượng đam mình rất ưa thích. Dulon sinh ra để lĩnh sướng nhiệm vụ đấy. Rồi, lượt này sẽ là một lượt rất khó khăn này. Hai con vệ cùi không có sát thương thì lại có tuyệt kỹ. 4 triệu đam là tổng lượng sát thương của Dulon. Dọn rác cũng khá ổn đấy các bạn ạ. Dulon đánh vào các vị trí phòng thủ và vị trí chính thì không ra gì, chứ dọn rác vẫn khá ổn các bạn nhé. Mizuchi của mình đang cầm hồn lực bảo vệ, thành ra khi dính hiệu ứng là nó sẽ tự động giải. Rồi, ăn với cái rune thủ hộ. Rồi, thật khó hiểu quả vừa rồi lượt 4 mà lượng sát thương của Metro gần như là không có các bạn ạ. Hơi vô lý. Đến đây thì chắc chắn là mình sẽ hồi được, hồi phục được rồi. Hồi viện trợ, hồi nhờ Athena, nhờ Mizuchi. Các bạn lưu ý rằng Mizuchi cũng có một cái tỷ lệ hồi nộ. Mình xin lỗi là tỷ lệ hồi máu cực kỳ tốt nha. Hồi máu cho đồng minh ấy. Đấy các bạn nhìn thấy Kensu không chỉ được hồi máu còn được giải hiệu ứng. Kensu không mất nộ vì mình nghĩ là nó đã biến hình rồi. Khi biến hình thì Kensu không bị giảm nộ. Tức là Kensu nó có một số cái điều kiện các bạn nhất định các bạn ạ. Đấy là nó sẽ được giới hạn sát thương, là nó sẽ được chống giảm nộ. Đấy. Nhưng nó phải thỏa mãn những cái điều kiện. Nên mình bảo thằng Kensu không yếu, nhưng mà nó khó dùng lắm. Dùng nó rất là gọi là cầu kỳ luôn, phải trong những cái trường hợp nhất định. Nó khác với Major, các bạn nhìn thấy rất là dễ dùng. Bật khiên lên thôi là, hoặc là máu nhiều thôi nó không bị giảm nộ rồi. Có khiên thì không dính hiệu ứng, Kensu thì ăn lo đòn cái hiệu ứng luôn. Chẳng qua không ai dùng thì mình thích dùng ấy chứ. Thật ra thì mình cũng không phủ định là Kensu nó có nhiều bất lợi hơn so với những cái võ sĩ khác. Này, lượt này mà mình gọi là thắng được là quá vô lý luôn này. Không hiểu thắng kiểu gì luôn này. Rồi. Mizuchi lượt này không hiểu là ăn gì nó lại không có nộ. Mình mất đi Kensu rồi. Do bị dính hiệu ứng khống chế. Nhưng đối phương cũng chỉ còn có Ca Phẩy thôi. Và Ca Phẩy đứng song song với một cái võ sĩ tanker như thế kia thì trâu ấy đâu phải chết. Huống chi là Ca Phẩy nó không phải là một con trâu, nó chỉ là một con đả thôi. Nhây nha. Còn một mình Ca Phẩy không thể đấm chết được Athena. Chắc chắn là như vậy.
Athena của mình là 8 rồi thì trâu lắm rồi các bạn nhìn này. Cô chấm máu mà còn không chết nhá. Tức là nó chưa biến hình luôn. Bạn biết dần đến chết này, nhưng đâu giết luôn được như này thì cũng chưa chắc. Vì Athena gần như không 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 có nộ được khi mà ca phải nó đấm vào. Nhưng mà đối phương sẽ bị chảy máu, sẽ bị bại huyết, dần dần đến chết. Lượt nào ca phẩy cũng sẽ có nộ thôi. À nhưng lại không có giải hiệu ứng. Ok, khá đen. Đấy, nó cứ sẽ bị gọi là bại huyết dần đấy. Hình như không giết được ngay đâu mà. À đây có hồi nộ này, thế thì giết được. Athena các bạn đừng coi thường nhá. Đam lết to lắm đấy, không phải gì đâu, kể cả hàng trước. Rồi, hơi đáng tiếc nha. Đấy, thực lực có rồi nhưng mà sự may mắn thì chưa. Đấy, ok, Randy vẫn có cơ hội đánh mình. Và việc tay Tun này dám đánh mình một cái trận gọi là hơi ảo đấy. Thôi nhá, giờ phải có việc đi rồi nên thành ra không quay được thêm nhiều trận nữa. Đấy, hẹn gặp lại các bạn trong các video cũng như các buổi live stream tiếp theo. Tối nay thì mình sẽ đưa Mizuchi của mình theo một cái phong cách khác đi. Một phong cách mà theo rằng mình nghĩ rằng nó sẽ kém hiệu quả hơn. Đó là phong cách Mizuchi ở trạng thái tấn công. Đấy, hồn lực 5 bão tố và nó sẽ xếp ở hàng sau. Đấy thì mình sẽ đưa một trong hai con tanker lên hàng trước. Nói chung sẽ phải fix đi chứ không để nguyên được như này. Thì các bạn cùng theo dõi trong buổi live stream tối ngày hôm nay nhá. Đấy, hẹn bạn tối nay hay tối hôm sau nhỉ? Hên xui tối hôm nay nhá. 10 rưỡi mà các bạn không thấy mình live stream thì thôi nhá. Chưa chắc tối hôm nay là online ở đâu. Hôm nay là tương đối nhiều việc đây. Nên thành ra là chưa chắc đã online được. Đấy thì không dám hẹn trước các bạn là tối nay sẽ live stream. Đấy, nhưng mà đấy thì để cho các bạn khỏi phải chờ đợi thì các bạn cứ đăng ký kênh cho mình mà live stream mà nó sẽ tự động nó thông báo về về máy cho các bạn đấy, thì các bạn sẽ đỡ đỡ phải ngồi canh đúng không, chứ mình biết là canh thì nó cũng không có thích thú gì cả. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.